thì sẽ là thuê bao hoặc giả là không nhận bệnh ở đâu. Bởi vì Dân Hiếu hồi tối có nhận được cuộc gọi của người này là gọi là cấp chính quyền đi, gọi là công an á, công an của huyện Châu Phú á, nói là Dân Hiếu phải gỡ mấy clip của chú Bà Thảo xuống, gỡ hết tất cả clip. Nếu như mà không chịu gỡ ngoan cố á, là có liên quan á, là sẽ bị xử lý theo pháp luật. Bảo đảm từ đây cho đến mùa đông nước Ukraine còn. Ông nói như thế tức là ông đã khẳng định là sẽ xóa sổ nước Ukraine khỏi bản đồ cái gì à. Thì xóa sổ nước Ukraine khỏi bản đồ chỉ có dùng một cách duy nhất thôi, chính là hạt nhân nguyên tử. Mà một khi hạt nhân nguyên tử nó bắn lên vậy đó, đâu phải đất nước Ukraine xóa sổ đâu, thì các nước lân cận Ukraine sẽ như thế nào, nhất là đồng minh EU nữa đó, thì rõ ràng thế giới nó sẽ bấm nguyên tử hết trơn. Mà lúc đó bấm lên lền chợ cho quý vị là thế giới năm châu sẽ bị chìm. Bởi vì bom nguyên tử nó dội xuống một cái là cách mấy trăm cây số bây giờ, như ở ngoài thành phố bị dội bom nguyên tử đi, thì ở trong đất nước trong miền Tây Nam Bộ chúng ta cũng bị ảnh hưởng đó. Quý vị biết cái sức công phá của bom nguyên tử là gọi là tên lửa đạn đạo đó, một khi nó bắn lên là thế giới năm châu là xóa sổ bản đồ hết. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cư sĩ Kinh Giới kính chào tất cả chú quý vị. Thì kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay cư sĩ Kinh Giới lên một cái video này đây để chia sẻ với bà con đôi điều khái nét về vừa qua, những việc mà Dân Hiếu đã làm, để rồi truyền tải đến những cái thông điệp đến bà con, chẳng hạn như là về dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai này kia, rồi những cái vị thầy thuốc, rồi những cái bậc mà Dân Hiếu đã quay để chia sẻ qua cái nền đạo đức cho quý vị. Cũng giống như là vừa qua chúng ta đã hưởng trọn từng phút giây bên cái kỳ đại lễ 18 tháng 5 của Đức Thầy kính yêu chúng ta, tức là lần thứ 83 kỷ niệm ngày Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo Việt Nam. Thì Dân Hiếu nơi đây sẵn dịp hôm nay thì cũng là cái nơi xứ sở quê nhà, hôm nay không có đi quay xa cho nên là ở nhà nghỉ một bữa, bởi vì lúc bây giờ đi cũng hơi đuối, cho nên là ngày hôm nay Dân Hiếu ở nhà nghỉ một bữa để chia sẻ với bà con đôi điều về vừa qua, những cái việc làm của Dân Hiếu rồi như thế nào, khó khăn ra sao và gặp những việc gì. Thì ngày hôm nay có đầy đủ hết trong cái clip này, mời cô bác anh chị em lắng nghe. Vậy thì kính thưa quý vị, cái nhân viên hôm nay cũng là một cái buổi trao đổi bình thường thôi. Dân Hiếu cũng nói chuyện đạo, nói chuyện đời này khi cho quý vị nghe, để quý vị cố gắng thức tỉnh trong cái thời của hạ nguyên mật pháp này, nhất là trong cái năm Dần và cái năm Mẹo sắp tới đây. Thì kính thưa quý vị, thì để trước khi nói về vấn đề đó thì Dân Hiếu sẽ nói sơ khái nét về cái điều này. Tức là vừa qua Dân Hiếu cũng gặp gỡ được cô Tư, tức là cô Tư Sinh quý vị. Thì cô cũng là một cái người chia sẻ đạo Phật pháp giáo lý của Đức Thầy, hoàn toàn là rất là hay dạy nghĩa, một đời một đạo đến ngày chúng thân quý vị. Cô có nói lên là những cái việc mà chúng ta không thể tắm cùng hai dòng sông, rồi chúng ta không có thể là phản đạo vong sư này kia quý vị. Nó thì ngày hôm nay cô cũng giới thiệu cho Dân Hiếu quay một cái vị thầy. Vị thầy này là có đôi tay quyền diệu, tức là vuốt bệnh đâu hết đó. Thì cô có giới thiệu cho Dân Hiếu quay. Sau khi mà quay xong được hai clip thì bà con cũng hỏi xin số điện thoại, địa chỉ này kia rất là nhiều. Dân Hiếu cũng có chỉ cho quý vị. Vì thì cái việc xảy ra đáng tiếc là gần đây, nhất là cái hồi hôm qua. Hồi hôm qua là nó xảy ra một cái biến cố lớn. Tức là cái vị thầy này đó, sau khi mà được đưa lên cái video quý vị, rồi bà con cô bác đến là rất là đông, trên dưới là 300-400 người ngồi xếp hàng bốc số để đợi thầy chữa bệnh. Vậy thì các cấp chính quyền địa phương, nhất là huyện Châu Phú quý vị, nơi của vị thầy này đó, là đã vào làm việc và thì sẽ là thuê bao hoặc giả là không nhận bệnh ở đâu. Bởi vì Dân Hiếu hồi tối có nhận được cuộc gọi của người này là gọi là cấp chính quyền đi, gọi là công an á, công an của huyện Châu Phú á, nói là Dân Hiếu phải gỡ mấy clip của chú Bà Thảo xuống, gỡ hết tất cả clip. Nếu như mà không chịu gỡ ngoan cố á, là có liên quan á, là sẽ bị xử lý theo pháp luật. Thì Dân Hiếu là gỡ xuống hết,
bảo quý vị là không có dòm thấy những cái video đó trên kênh của Dân Hiếu đâu. Dân Hiếu đã gỡ xuống hết. Và ngày hôm nay Dân Hiếu làm một clip này đánh chính lại á, là chú bà Thảo không còn trị bệnh được nữa. Thời gian sau thì Dân Hiếu sẽ thông báo như vậy, nhưng mà trước mắt á là quý vị chỉ có thể là điện qua Zalo để mà vuốt trị bệnh thôi. Chú không có được trị bệnh ở ngoài nhà quý vị, mà chú trị bệnh ở trong cái nhà. Chỉ vuốt điện Zalo vuốt để trị bệnh thôi. Ngoài ra là cô bác anh chị em cũng không nên tìm đến nhà nữa, bởi vì là không có được trị bệnh nữa rồi. Công an cấp chính quyền địa phương người ta đã vào làm việc. Thì đó là một số thông tin mà Dân Hiếu đánh chính lại về cái sự việc mà một vị thầy ra trị bệnh đó quý vị. Thì kính thưa quý vị, lúc đầu với lại chúng em cháu nơi đây cũng là người phàm mắc thịt thôi, đâu biết sự việc gì xảy ra, nó biến chất như thế nào đâu. Mà ngày hôm nay Dân Hiếu làm cái clip này đánh chính lại. Hiện tại thì bà con cô bác đừng có đi đến cái chỗ của chú trị bệnh đó nữa, bởi vì không còn nhận bệnh đâu. Như thế quý vị, thì kính thưa quý vị, để trở lại cái vấn đề chia sẻ Phật Pháp ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, thì vừa qua là chúng ta đã ngót nghét cũng bước sang cái tháng 5, đầu của tháng 6, còn vài ngày nữa thôi là sẽ bước qua cái tháng 6. Vậy thì kính thưa quý vị, thì những cái tiên đoán của những người mà Dân Hiếu quay đó, thì họ dựa theo giáo lý của Đức Thầy kính yêu chúng ta, họ tiên đoán rằng cũng không hội tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương nói rằng tháng 5, tháng 6, tháng 3, tháng 4 này kia quý vị hoàn toàn chính xác. Bởi quý vị biết đó, là tháng 3, tháng 4 mà thầy ở giảng xưa nói là tháng 3 mùng 9 xuất binh, ngày gầm sức tướng dạy linh phép màu. Bởi vì tháng 3, tháng 4 là thằng Nga đánh Ukraine, mà cái trận chiến này nó kéo dài đến bây giờ quý vị, trên dưới là 3-4 tháng luôn. Mà đất Nga này rất là tức, không làm sao mà xóa sổ được thằng Ukraine này đó. Thì đưa quân lính vào bao nhiêu, đưa tăng cường khí giới vào bao nhiêu thì bị Mỹ và các nước đồng minh EU tiếp tay. Tiếp tay vào là không có đánh chiếm được, gỡ máy bay thì đưa súng bắn máy bay, gỡ xe tăng, lựu đạn này kia thì có những cái sức công phá nước Mỹ tiếp tay vào. Nó muốn cuộc chiến tranh này nó kéo dài làm cho cái suy thoái cái nền kinh tế của thế giới quý vị. Đó, mà chiến tranh đó ảnh hưởng đến chúng ta. Bây giờ là giá xăng chúng ta là lên giá 32.000 một lít. Dân Hiếu đi quay cực kỳ ngán quý vị à. Lúc trước cũng còn có một số cô bác anh chị em thì cũng có tiếp tiền xăng này kia cho mình, nhưng mà do cái tình hình chiến tranh đó, rồi dịch bệnh này kia đó, thì ngày hôm nay mình cũng sức tiền nhà đi, mà mỗi lần đi quay vậy quý vị là phải bỏ ra là trên dưới từ 200 đến 300 ngàn đi quay. Quay xong còn phải mấy chú mà cũng khó khăn trong cuộc sống đó, tụi chúng em cháu ở đây cũng phải tiếp tiền cho mấy chú đôi chút để mấy chú xây sở trong cuộc sống quý vị đó. Thì rõ ràng cuộc chiến tranh ảnh hưởng rất là nặng cho thế giới nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng quý vị. Rồi ngày hôm nay chúng ta đang bị những cái dịch bệnh mới nó đang tấn công trở lại, bệnh đậu mùa, bệnh nổi trái gà, nhất là cái mùa nước lên ở đây. Thì nước năm nay quý vị rõ ràng là nó bị áp thấp nhiệt đới, bão bùng này kia là nước lên cao nữa. Dự đoán trong cái tháng 7, tháng 6, tháng 7 tới đây là nước cao là gấp nhiều lần hơn cái năm 2018 luôn quý vị. Nó giữ nước, cái mặt nước lên cao gì đó. Thì nơi đây á thì chúng ta phải gán tu mới vượt qua những cái cảnh chiến tranh, dịch bệnh, đói đau này kêu gì. Bởi thầy nói á, là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta. Đồ lao tức là con đường lao khổ gì, nó nằm ở trại thế gian này nè. Đồ lao tức là những con đường lao khổ, chiến tranh, dịch bệnh, đói đau, rồi nhà cửa tan, lửa cháy, nước dưng này kia đó. Muốn lánh sớm nghe ta tức là nghe thầy. Phải bố thí trì chay giữ giới mà. Bố thí tức là mình có của dư, mình đem ra mình bố thí giúp đời, giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Hay hoặc giả là muốn cho gánh nặng quá cù, xả thân làm phước diêm phù được qua. Đó chính là chúng ta vừa dùng cái phương pháp bố thí. Người giàu bố thí cũng được và người nghèo bố thí cũng được quý vị. Không nhất thiết là phải giàu hay nghèo bố thí. Người giàu thì người ta có của dư của để thì chúng ta làm phước nó dễ hơn người nghèo. Người nghèo chúng ta không có của ăn của để thì chúng ta bố thí bằng cái tấm lòng, bằng cái lời nói, bằng cái tâm ý, bằng cái hành động này kia, gọi là bố thí ba la mặt quý vị. Đó, chúng ta sẽ được cái phước thừa của trời Phật ban. Đó, thì phước thừa đó chúng ta sẽ gọi là phước sống thọ nè, con cháu nghe lời nè, nếu mà chúng ta thực hành cái phương pháp bố thí.
bố thí nè, trì chay. Trì chay tức là nắm giữ, trì là nắm giữ, chay tức là chay tâm và chay tánh. Bởi vì chữ Nam Mô trì giái giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Thì chúng ta đa số bà con bây giờ thì đa số đệ nhân hiếu nghĩ là bà con cô bác anh chị em đang ăn chay trường hết rồi. Thì đây là một cái tín hiệu đáng mừng, bởi vì quý vị biết đó, thì mỗi một ngày chúng ta ăn chay trường quý vị là chúng ta gọi là đại phóng sanh. Bởi vì biết hàng ngày chúng ta thức dậy mở mắt từ sáng cho đến chiều là 24 tiếng. Chúng ta biết là chúng ta ăn bao nhiêu cái con vật không quý vị. Mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm như thế thì cái nghiệp sát giết chúng ta nó tích tụ trong cái con người chúng ta, nó không có cái phần âm đức quý vị. Tích tụ trong những cái sanh linh đó, nó tích tụ làm ai quán trong lòng chúng ta. Chúng ta cứ diệt sân nè, hạn nè, bị dòng ngữ, bị này kia quý vị, là tất cả là do cái nghiệp lực chúng ta đó. Mà ngày hôm nay chúng ta ăn chay thì chúng ta xóa bỏ đi cái nợ duyên với tất cả các con vật, chúng ta không còn mang nợ họ nữa. Mà mai sau á, chúng ta gần đến cái cận tử nghiệp đó thì họ không có tìm đến ta, bởi vì chúng ta không có gây tạo ác nghiệp với họ đó. Trì chay tức là ăn chay. Mà ngày hôm nay bà con ở ngoài miền Bắc và miền Trung ở ngoài á, thì xa miền quê xứ đạo, cho nên là cũng có nhiều vị nói dân hiếu là ăn chay 4 bữa có được hay không, và ăn chay có ăn trứng hột vịt trắng được hay không. Vậy thì kính thưa quý vị, thì Đức Thầy khi xưa đó, Thầy nói là quyết dạy trần nên nói lời thường cho sinh chúng đời nay dễ biết. Thì Thầy dạy là chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Mà Thầy trong mẫu chị Minh Thầy, Thầy có nói là Thầy hỏi một tín đồ này, nó là bấm thưa Thầy, Thầy dạy tín đồ á, là ăn chay ngày có 4 bữa à, mà cao đại giáo á, là dạy tín đồ người ta là mới vô là phải ăn chay 10 bữa. Vậy thì ăn chay 4 bữa theo Thầy có đạt được thành quả gì không Thầy? Thì Thầy mới trả lời á, Thầy nói là mới đầu vô á, ông học lớp mấy? Bấm thưa Thầy, mới đầu vô con học tiểu học. Học tiểu học thì đến lớp 6 này kia đó thì chúng ta chuyển qua trung học. Trung học này kia đó là lên lớp cao nữa chúng ta mới chuyển qua đại học. Thì ngày hôm nay Đức Thầy dạy tín đồ của Thầy như vậy, mới đầu vô á là không có biết đạo, không có biết tội phước, không có biết sanh tử luân hồi, không biết chờ Phật là gì hết. Chỉ biết là sanh ra lớn lên, giành giật tranh đấu với đời, làm ăn buôn bán hơn thua này kia, đâu có biết đạo đức gì đâu, mà đâu có biết là ăn chay này kia. Cho nên Thầy phải dạy tín đồ của Thầy á, là ăn chay 4 bữa. Mà sau khi đã ăn chay 4 bữa rồi, xem kinh niệm Phật rồi, thì hiểu dần dần lên, thấm nhuần cái giáo lý của Thầy hơn, thì bắt đầu là ăn chay 6 bữa, 8 bữa, 10 bữa, rồi ăn chay là 3 nguân, thượng nguân, trung nguân và hạ nguân, sau dần dần đẳng đến chay trường luôn. Đó, thì Đức Thầy chỉ viết một câu là Đức Thầy nói là chay 4 bữa là quy tắc thôi, còn tất cả những câu khác Thầy dạy chúng ta là ăn chay trường quý vị à. Bởi vì tương dưa giữ phận cho tròn nè, cuối niên thân dậu mắt còn xé phân nè. Đây giả là tương với muối cháo rau đạm bạc nè, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Đó, thì Thầy dạy ăn chay trường rất là nhiều. Thì chúng ta đừng có nên chấp vào việc đó mà chúng ta chỉ ăn chay 4 bữa thôi quý vị. Chúng ta phải ăn cố gắng lên, bởi vì con người tu là phải tiến quý vị, chứ tu không phải lùi ha. Thầy nói là bá tánh bắn lùi như tôm quý vị. Con tôm nó đi có một, nó lội có một nhịp à, nó bắn lùi lên là tới 3 nhịp luôn. Đó, theo giả là nhiều câu mà Thầy nói là chúng sanh đời nay là bỏ quên đi cái việc đạo đức, cứ mãi lo tranh đấu với lời. Thầy nói nè, Thầy nói những câu này mà chúng ta cảm thấy rơi nước mắt. Thầy nói là sợ e nhiễm trượt đọ xa, sợ cho những kẻ trang hòa lị tuôn, sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí, quên những câu chánh kỹ quá nhân, mãn lo tìm kiếm tước quần, thất kỳ vọng tưởng lánh trên đường tà. Đó, Đức Thầy dạy chúng ta như thế quý vị à. Thầy dạy là dạy tận tường chẳng chút nào sai, hay là giả là dạy khôn chẳng thế chớ nào dạy ngu. Đức Thầy đã dạy chúng ta trong đường đi nước bước, từng nẻo đường, con đường nào tà, con đường nào chánh, Đức Thầy đã gạch rõ ra hết. Đó, nay rừng bụi có người mở ngõ, thì noi theo dấu thỏ đàn dê. Đó, thì dấu thỏ đàn dê tức là những cái điều phương pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa, tức là dấu thỏ, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa đã thành đạo, ngài tu đắc đạo thế nào, dạy ta khá nhân lời. Thì đàn dê tức là Đức Thầy chúng ta, bởi vì Đức Thầy chúng ta là tuổi mùi quý vị, Đức Thầy chúng ta là gọi là cái đàn dê đó. Đức Thầy chúng ta nuôi theo đấu thỏ đàn dê thì chúng ta sẽ tìm cực lạc, đây hành đường ngõ, vậy mau mau tu tỉnh mới màu.
Đó, thì Đức Thầy dạy chúng ta cái phương pháp về Cực Lạc và về hội Long Hoa. Nó mắt nhìn chàng đỏ niệm Di Đà, nguyện giấy thân này khỏi đội xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Đức Thầy dạy chúng ta lập ra cái buổi ngân hạ này để cứu vớt chúng sanh, cứu vớt đi tất cả những cái nhân duyên, các linh hồn đã có duyên với Thầy trong nhiều tiền kiếp. Mà Thầy nói là trợ duyên cho nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành đó. Đó, thì ngày hôm nay Đức Thầy chúng ta có duyên trở lại đây. Mà Đức Thầy chúng ta là Phật quý vị à, xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật. Vậy thì chúng đây Đức Thầy chúng ta chịu năm sắc lệnh. Thứ nhất á, là ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Thứ hai á, là Đức A Di Đà muốn tu tỉnh Nay Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Thứ ba nữa là điên này dân lệnh Minh Dương với lệnh Phật đường đi xuống nhẫn dân. Thứ tư á, là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng Thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thứ năm á, là cúi đầu ta loại củ trùng Ngọc Hoàng ban chiếu lão khùng giáo dân. Thì những cái vị này hoàn toàn là những vị quả Phật lâm phàm đã đắc đạo, có sách có vở, đã nói rằng là đã từ những cái kiếp mà trong chúng sanh chúng ta đắc đạo thành quả vị quả Phật. Chẳng hạn như ví dụ như là Đức Thích Ca Mâu Ni Thừa Phụ chúng ta, thì vẫn có lịch sử nói về Ngài, khoa học thế giới đều chứng minh là Ngài đã từng có sinh sống trong ngày hôm nay. Mà Đức Thầy chúng ta là người được chọn, tức là Đức Kim Sơn Phật đã được chọn để giáo hóa chúng ta trong cái buổi hạ quan này. Thầy nói là gốc ngác trên dưới năm nay cũng là cái kỷ niệm 83 năm Đức Thầy khai sáng nền đạo. Vậy Đức Thầy năm nay là 103 tuổi, mà Thầy nói là Thầy chỉ ra đời dạy đạo 100 năm thôi gì à, chúng ta cũng rất có thể là còn 27 năm nữa để tu hành quý vị. Bởi Thầy nói là Quỳnh Long tự thế gần sanh chúng, bổn tánh hòa thôn hảo dĩ đầu, tiên cảnh thoát ly triền bá kỷ, năng tầm Phật lý gạch từ câu. Nó Đức Thầy tức là Quỳnh Long, tức là cái bút hiệu của Ngài, tức là con rồng vàng. Quỳnh Long tự thế gần sanh chúng, nó gần cái thế gian này là nhất là tại thánh địa hòa hảo chúng ta. Bổn tánh hòa thôn hảo dĩ đầu, Đức Thầy muốn đem cái thôn hòa hảo, tức là cái danh từ hòa hảo quý vị, hảo dĩ đầu tức là đem trên đầu tiên là gieo rải khắp nơi nơi, bởi vì ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Đức Thầy muốn đem cái giáo lý Phật giáo hòa hảo ban rải khắp nơi nơi trong trần thế. Nó học giả là Thầy nói là biết làm sao lên lưng bạch hạc bay cả chờ tỏ ý từ bi. Đức Thầy muốn reo rải khắp nơi nơi trong ba tánh biết được hai từ hòa hảo, biết được Đức Phật khi xưa đó tất cả thế nào, vớt được tất cả các con hiền ra sao. Thì ngày hôm nay Đức Phật, Đức Thầy chúng ta muốn đem cái giáo hóa của Ngài nói truyền lại, nói theo chí Thích Ca ngày trước, đem ban rải khắp nơi nơi cho ba tánh. Nó bổn tánh hòa thôn hảo dĩ đầu, tiên cảnh thoát ly truyền bá kỷ. Đức Thầy ở trên cảnh tiên, Đức Thầy thoát ra truyền bá kỷ. Chữ kỷ này là 100 năm của gì à, tiên cảnh thoát ly truyền bá kỷ. Truyền bá kỷ tức là truyền những dòng 100 năm thôi. Đó, năng tầm Phật lý gạch từ câu. Đức Thầy nâng lên, năng từ năng này tức là hay giỏi đó, đem lên đưa lên một cái giáo pháp mới. Bởi vì lúc bây giờ thì giáo pháp Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ trên dưới 2000 năm đã bị các thất truyền. Thứ nhất, thứ hai nữa là khi xưa đó Tần Thủy Hoàng đã đốt hết tất cả các kinh sách. Cho nên là bởi vì là đạo Phật ngày xưa lưu truyền rất là mạnh quý vị, mà ngày hôm nay đất nước Trung Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo, nhưng ngày hôm nay là bị dị đoan mê tín, bị các phái như là Bà La Môn, thằng Lửa, thằng Đèn, thằng Búa, thằng Rìu gì đó quý vị, họ truyền bá đi những cái sự dị đoan mê tín. Mà ngày hôm nay đất nước Trung Ấn Độ gọi là một trong những cái đất nước mà đứng đầu về cái sự dị đoan mê tín. Quý vị biết đó, họ chỉ lấy cái cục đá rồi vẽ vẽ lên cái hình như giống như cái mặt con người ta quý vị. Đó, họ đem ra thôi, là họ dục cái dài như dài 50.000, 100.000 của tiền của mình đi, đem thờ lên cục đá đó. Đó là họ chỉ lại xá này kia thôi, là bắt đầu họ kinh doanh được quý vị à. Người ta đem gì đó, người ta tưởng đâu cục đá này là thằng đá mới mò được đó, là người ta bay lại là người ta xá, người ta cúng tiền cúng này quý vị. Đất nước chúng ta ăn đầu là một trong những đất nước mà mê tín dị đoan là đứng hàng đầu luôn quý vị. Với lại họ làm bất kỳ cái việc gì là lấy nước từ sông Hằng hết, vô cơm nấu gạo làm đồ ăn làm thức uống này kiểu gì là làm bất cứ gì đất nước Trung Độ là lấy nước từ sông Hằng hết trơn luôn. Bởi vì cái dịch bệnh vừa qua đó, tại sao quý vị hỏi dân hiếu là đất nước Ấn Độ là nơi Phật ra đời, Phật không che chở cho đất nước Trung Ấn Độ sao mà dịch bệnh tại sông Hằng chết dữ? Bởi vì kính thưa quý vị,
khi xưa Đức Phật Đức Đạo thành đạo tại ăn sông Hằng á, thì ngày hôm nay á là cõi Trung ương đã luân chuyển về phương Nam rồi. Đức Thầy cõi đất Phật á là luân chuyển về đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên Ấn Độ con sông Hằng chỉ là một cái nôi, một cái di tích lịch sử thôi, nó không có thể giúp ích gì được, thần linh không có thể nào mà che chở được. Huống chi cái người dân Ấn Độ rất là đa số là rất là mang cái nghiệp sát chiết nặng, cái gì tới cái lễ Bà La Môn á, họ bắt mấy con bò đứng xếp hàng sau lưng rất là nhiều luôn, cái gì họ lấy cái dao, không phải như là họ lấy cái dao họ chặt cái đầu xuống như nè, chặt cái đầu một cái bụp là cái đầu của con bò nó gơ xuống là máu lai láng hết trơn, cái gì đó. Và cái nghiệp sát chiết cái gì đó, cái người Trung Ấn Độ á họ mới tưởng rằng cái dịch bệnh này ở tại sông Hằng đó là không có lây nhiễm, thì rõ ràng họ túa ra sông Hằng giống như là đi tắm biển vậy đó, đó là chết dữ dằn luôn, cái gì đó. Thì vừa qua là dân Hiếu nói sơ quý vị nghe thôi. Để trở lại cái câu mình Đức Thầy nói á, là bố thí trì chay giữ giới tức là mang một cái áo giáp này, tức là 8 điều răn cấm của Đức Thầy. Thầy dạy là gìn giới cấm, sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà, nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì chí. Chúng ta giữ được 8 điều răn cấm của Ngài thì chúng ta có được một cái áo giáp, tức là một cái khiên để che chở chúng ta. Bó mà ngày hôm nay Đức Thầy dạy ra đời, Thầy dạy là khi xưa Đức Phật ra đời thì Ngài dạy nam thì kheo ni thì ba trăm mấy giới đó quý vị, nữ là 400 mấy giới. Ngài Đức Thầy chúng ta dạy chỉ có 8 điều răn cấm thôi. Thì tín đồ của Thầy mới lại hỏi Thầy nữa, nó là bẩm thưa Thầy, khi xưa là tỳ kheo là 350 giới, tỳ kheo ni là 300 mấy chục giới gì đó đó, thì ngày hôm nay Đức Thầy dạy có 8 điều răn cấm vậy thì có đủ không Thầy? Thầy nói là ông dòm bề ngoài cái nhà tôi vậy đó, ông thấy nó đơn sơ như vậy đó, đâu ông vô thử bên trong cái nhà thôi là ông biết cái nhà tôi nó chứa đựng đồ gì à. Bây giờ ông chỉ đứng ở ngoài ông dòm vô thôi là biết nhà tôi vậy, nhưng mà nhà tôi ở trong nó chứa báu quý này kia đó, ông đâu có biết. Nó thì ông phải vào cái nền đạo tôi thử đi rồi ông sẽ biết. Thì rõ ràng Đức Thầy quý vị, Đức Thầy dạy trong 8 điều răn cấm là đền trả hết tất cả bao nhiêu cái điều mà chúng sanh đã gặp phải, đền tránh đi cho chúng sanh được những cái điều mà chỉ là quan đường nhất. Thầy nói trong điều cấm thứ nhất nè, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áp phiện, chơi bời thì đằng đếm, nó tránh tứ lỗ tường. Thứ hai nữa là trị bệnh, cái điều cấm thứ hai là trị bệnh, trị cái tâm bệnh của chúng sanh. Điều thứ nhì, ta cha chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sống sắn lo làm ăn và lo tu hiền chân chắc. Nó đúng với cái tôn chỉ giáo phái của Ngài, tức là học Phật tu nhân. Nó vừa làm ăn và vừa lo cho đời cho đạo. Nó Thầy nói là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành. Đó. Thứ ba nữa, Thầy nói là phải nên chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận, diệt đi được cái bản ngã, diệt đi được cái tham sân si trong lòng mình. 8 điều cấm là dịch ra là tới 1000 giới đó quý vị. Thì rõ ràng Đức Thầy dạy chúng ta là không có điều chi mà sai là hết. Thì để lướt qua mau xíu, muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà phải quan trọng nhất là phải Phật đạo trao dồi tâm tánh lại. Phật đạo tức là mượn cái giáo pháp của Đức Thầy chúng ta trao dồi cái thân tâm chúng ta đang cần gì, chúng ta muốn gì. Nó thì những cái ý muốn nó như vậy nó đẩy chúng ta đi đến con đường luân hồi. Bởi vì quý vị biết đó, thì cái quá khứ thì không thể thay đổi được, cái hiện tại thì nó mơ hồ, nó chưa biết cái vụ gì nó như thế nào đó. Thầy nói rồi, cái tương lai thì chưa có nắm bắt được, chúng ta đâu biết tương lai chúng ta xảy ra thế nào, mà Thầy đố chứ một câu thôi mà chúng ta giải không được. Thầy nói ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay nè yên tĩnh nè, mà ngày mai thẩm sầu chúng ta không có biết được. Thì chúng ta không có thể nào thay đổi đi được cái quá khứ chúng ta, cái hiện tại chúng ta đang sống với thực tại trong tâm chúng ta, và chúng ta cứ hiện tại cái tương lai chúng ta thì đâu có biết việc gì mà nắm bắt, thì nó mơ hồ, nó vô định. Bởi vì biết đó, thì có nhiều người á, người ta quan hỷ rằng khi dòm vào một cái việc gì đó giống như là một cái ly nước đi, thì người ta mới nói rằng là ô cái ly nước này nó ít quá. Nhưng mà nhiều người á, người ta lại quan hỷ nói rằng cảm ơn trời Phật, cái ly nước này nó vẫn còn một chút xíu để cho chúng ta đỡ khát trong cái cơn đói này. Thì ngày hôm nay cái cuộc sống hiện tại đồng ý rằng cái buổi quan hạ này nó sắp sửa tan diệt, nhưng mà chúng ta phải sống với thực tại chúng ta phải gán tu hành, gán làm hiền, gán làm lành,
Bởi vì quý vị biết đó, tu mấy chục năm, tu 40-50 năm, rồi hỏi quý vị là quý vị đã hiền chưa? Thật sự một câu hỏi rất là bình thường, đơn giản thôi. Hiền chưa quý vị? Thật sự cái chữ hiền này nó đơn giản lắm. Ai nói gì cũng được, ai đọc cũng được, con nít 3 tuổi nó chép cũng được. Nhưng mà thật sự cái người 40-50 tuổi, 70-80 tuổi làm cũng được quý vị. Hiền tức là không phải là hiền khô. Từ hiền này là đi đến đâu, cái đức độ và cái cảm mến của mình đối với người khác á, nó người ta luôn luôn kính trọng mình mặc dù mình không nói gì cả. Chẳng hạn như là cái mẫu chuyện của vừa qua Văn Hiếu có quay mẫu chuyện của chú Ba Tấn đó, thì cái chú đó, cái người gọi là cái người người mà đi theo chú Ba Tấn hồi nhỏ đó, nói rằng là chú Ba Tấn á là không có cần làm gì hết. Chẳng hạn như nơi đó có cái mâm nhậu phải không, mà chú cái bóng chú xa 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 vậy thôi là mâm nhậu đó, chú chưa đi lại nó là mâm nhậu dẹp luôn. Nó cái hiền đó mới gọi là hiền đó quý vị. Thiệt hiền đức nào ai chữ mắng đó, cái hiền đó gọi là cái hiền âm đức bên trong đó. Chúng ta tu hàng nay chúng ta đạt được cái chữ hiền, giống như là chúng ta đã đạt được 60-70% đến con đường đạt đạo quý vị. Chữ hiền thầy dạy đơn giản lắm. Đó, lòng hiền giữ dạng sớm chiều nè, xem kinh niệm Phật mỹ miều bậc ai nè. Chữ hiền đức thầy dạy hợi di này yên quyền hiền, nhưng mà thật sự rất là khó làm. Ngày hôm nay Dân Hiếu và tất cả quý vị nơi đây phải gắng làm cho được cái chữ hiền của thầy. Đó. Rồi chúng ta Phật đạo chúng ta phải trao dồi tâm và tánh. Bởi vì tâm và tánh thì nó cũng có hai giống như một và một giống như hai. Bởi vì giống như là cái con sóng, cái con sông bình thường thì nó sóng yên gió lặng, nhưng mà nó có gió lại thì nó lại xảy ra là sóng này kia quý vị. Những cái đợt sóng nó cứ đánh dồn dập như vậy hoài đó. Thì cái tâm chúng ta gọi là cái tâm duyên ý mã. Chúng ta cứ việc xe chạy hoài, những cái việc biến chuyển ra, xe chạy thôi nói hoài. Hàng ngày chúng ta niệm Phật được bao nhiêu quý vị? Đây là câu hỏi Dân Hiếu hỏi thật. Một ngày thì chúng cho Dân Hiếu cho chúng ta ngủ 8 tiếng đó. Chỉ còn mười mấy tiếng còn lại chúng ta làm gì quý vị? Chúng ta lo danh, lo lợi, lo tình, lo tranh đấu, lo hơn thua, lo giành giật này kia. Thì tất cả những cái vọng niệm đó là vọng niệm của chúng sanh. Còn vọng niệm Phật thì không có. Vọng niệm Phật á, là phải từ bi, phải bác ái, đem cái đạo đức của Ngài ban đại khắp nơi nơi, thực hành theo những cái điều biện pháp đơn giản nhất để đem lại cái phước lợi cho quần sanh. Bởi vì đạo Phật á, là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ, tuy tình thế đổi thay nhưng tấm lòng nhân không thay đổi quý vị à. Đó chính là cái giáo pháp từ bi bác ái, bốn chữ từ bi hỷ xả đem vào lòng chúng ta. Thì đó là những cái điều mà Đức Thầy đang mong mỏi, mong ngóng về đàn con nơi quê nhà. Bởi vì hôm nay Đức Thầy đã sai dẫn chúng ta trên dưới cũng đã là rất là lâu quý vị à. Đó. Thì ngày hôm nay Đức Thầy đang đi dạo Ta Bà. Thầy nói là đừng thở than bạn đến lòng ta, để cho Thầy đi dạo Ta Bà đặng dạy kẻ đàng xa chưa rõ. Thì Đức Thầy đi cái Ta Bà chúng ta thì nó có tam thiên đại thiên thế giới. Nó không phải như trái đất chúng ta nghĩ đâu quý vị. Nó có nhiều cái tam thiên đại thiên thế giới mà con mắt phàm chúng ta thì không thấy được. Bởi Thầy nói là ai muốn mắt phàm rập rồng mây đó, thì rõ ràng chúng ta phải gán nghe lời ta mất trước, không nhìn đạo đức phải phơ thầy. Đức Thầy đã chỉ dặn chúng ta, ngày hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng sắp về rồi quý vị à. Bởi vì Thầy nói là ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bá tánh chớ hề lạc phai. Từ ít lâu của Ngài thì nó cũng không có xa đâu quý vị à. Bởi vì Thầy nói là Đức Thầy mai sau sẽ khai mở hội Long Hoa. Bởi vì cõi trung ương luân chuyển, bởi vì hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân chúa. Hay hoặc giả là Long Hoa tiên Phật đáo Ta Bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đóng chốn này hà. Đức Thầy sẽ là một cái người đứng ra chịu cái sắc lệnh để khai mở cái hội Long Hoa. Bởi vì Đức Thầy chúng ta cũng có thể là quá thân của Di Lạc quý vị. Bởi vì Di Lạc xuất thế anh hùng, Quan Âm ứng hiện tôn phùng bá gia. Đức Thầy chúng ta là Phật Di Lạc lâm phàm. Bởi vì quý vị biết lúc bây giờ thì không có Phật anh hùng, Phật chỉ là từ bi hỷ xả thôi. Mà ngày hôm nay sau khi dạy đời năm 1945 đó, Đức Thầy nói là bởi vì tuốt gom vàng lên ngựa sông pha, đền sông nở nước thù nhà, thiền môn chở rót Phật Đà Nam Mô. Đức Thầy đến lúc đó là Đức Thầy đã ngưng viết sấm giảng thế gian độ đời. Đức Thầy bắt đầu mới đi tham chiến. Đó thì Phật đó gàng là Phật anh hùng quý vị à. Đó thì vừa qua là những cái đôi điều mà Dân Hiếu muốn khái nét cho quý vị. Đôi điều thì cái video này không có nói về cái thiên cơ thời cuộc nhiều, bởi vì đa số của ba anh chị em cũng đã đi hiểu rồi. Mà ngày hôm nay Dân Hiếu được nhận một cái thông tin quý vị, tức là ông Banadep á, tức là ông này là ông là cái người mà chỉ dưới ông Putin thôi.
ông mới nhận được, ông mới nói như thế này nè, nó là nước Mỹ và cái nước đồng minh EU á, đang chuẩn bị cung cấp cái khí giới cho nước Ukraine trong vòng cái mùa đông này. Nhưng mà ông lên ông tuyên bố á, là ai dám bảo đảm từ đây cho đến mùa đông nước Ukraine còn. Ông nói như thế tức là ông đã khẳng định là sẽ xóa sổ nước Ukraine khỏi bản đồ cái gì à. Thì xóa sổ nước Ukraine khỏi bản đồ chỉ có dùng một cách duy nhất thôi, chính là hạt nhân nguyên tử. Mà một khi hạt nhân nguyên tử nó bắn lên vậy đó, đâu phải đất nước Ukraine xóa sổ đâu, thì các nước lân cận Ukraine sẽ như thế nào, nhất là đồng minh EU nữa đó, thì rõ ràng thế giới nó sẽ bấm nguyên tử hết trơn. Mà lúc đó bấm lên lệnh trợ cho quý vị là thế giới năm châu sẽ bị chìm, bởi vì bom nguyên tử nó dội xuống một cái là cách mấy trăm cây số bây giờ, như ở ngoài thành phố bị dội bom nguyên tử đi thì ở trong đất nước trong miền Tây Nam Bộ chúng ta cũng bị ảnh hưởng đó. Quý vị biết cái sức công phá của bom nguyên tử là gọi là tên lửa đạn đạo đó, một khi nó bắn lên là thế giới năm châu là xóa sổ bản đồ hết, bấm cái tít nước nào là nước đó xóa sổ, mà bấm lên bấm lạc đạo sao nó mà dội xuống cái sông Dầm Nao ông năm chèo sống vậy là chúng ta còn mệt nữa. Thì những cái điều đó thì Dân Hiếu sẽ chia sẻ sau nhiều hơn cho quý vị cùng nghe. Thì ngày hôm nay cũng có đôi điều gửi gắm quý vị trên dưới cũng đã nửa tiếng đồng hồ, kính là cuối, kính mong cho cô bác anh chị em luôn luôn đồng hành ủng hộ Dân Hiếu trên cái bước đường hành đạo, giống như là những cái việc truyền bá đạo pháp của thầy để ban rải khắp nơi nơi, hay hoặc giả là làm hết tất cả các việc từ thiện để tránh tất cả các điều độc ác, để quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Là của Dân Hiếu xin hồi hướng tất cả công đức phước đức nơi đây, xin hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ của tất cả chú quý vị được thân khỏe tâm an, bồ đề vững mạnh, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Của quyền chúng ta thì được âm siêu dương thớ và quyết chí tu hành cho đến ngày đất tròn đạo quả. Nam mô Di Đà Phật.